Đến với lại công ty bất động sản Kaigo, các bạn sẽ học được rất là nhiều về việc content video marketing. Đây là một cái xu hướng mới trong thời đại bất động sản năm 2023 và năm 2024 và cả về sau nữa. Và các bạn sẽ được học là content viết như thế nào, kịch bản quay phim ra làm sao và dựng các bối cảnh và ánh sáng cũng như khung hình, và viết một kịch bản nó ngắn gọn, xúc tích đầy đủ tất cả các yếu tố, và làm sao để truyền tải đến người xem hình ảnh đẹp nhất, trung thực nhất và những cái tư liệu về video rõ ràng nhất, chất lượng nhất. Đến với tập thể Kaigo thì hiện tại thì công ty đã có hơn 10 YouTuber có nổi tiếng như là Trương Nguyễn là có hơn gần 20 mấy ngàn subscribe, và Tiến Vidat là cũng là một trong những thành viên có hơn 12 ngàn sub trên YouTube và hơn 13 ngàn subscribe trên fanpage. Và cái lượt view của Tiến trên fanpage rất là lớn, và hầu hết tất cả những video Tiến đăng trên fanpage đều rất là nhiều khách hàng. Cho nên đây là một lý do vì sao các bạn cần phải thay đổi tư duy bán hàng qua video marketing trong thời đại mới. Hãy đến với Kaigo thì các anh chị sẽ được đào tạo từ kiến thức cơ bản đến nâng cao thậm chí quay phim và dựng content video marketing. Tiến sẽ mong là một ngày nào đó các bạn sẽ alo cho tổ chức Kaigo cũng như cho Tiến để apply vào vị trí nhân viên bán hàng tại trung tâm Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mấy giờ anh ạ? Dạ 2 giờ chiều ạ. Ok anh, dạ 2 giờ chiều em sẽ đón anh ở bên đó. Vậy anh nha. Dạ 2 giờ chiều. Ok anh. Bây giờ mình tới phỏng vấn hai đại diện best sale của công ty năm 2023 nha. Và đây là anh Tính, một người anh truyền cảm hứng rất nhiều cho các anh em làm video trong công ty. Hello anh Tính. Chào các bạn. Dạ. Thì anh Tính cho em biết là điều gì để anh duy trì được phong độ để đạt được top sale của công ty trong năm nay? Để mà muốn mà có kết quả tốt nhất á, thì cái điều đầu tiên của một người môi giới bán hàng là đam mê công việc. Cái điều thứ hai là mục tiêu phải rõ ràng. Điều thứ ba là phải tìm một cái nơi làm việc đầy đủ các tổ chức như các bộ phận cùng ban hỗ trợ và hàng hóa. Cái người môi giới cần nhất là hàng hóa. Các bạn môi giới mà tự do, thích tự do thời gian nhiều nhất á, ở bên ngoài mà không có hàng hóa thì không có thông tin đầy đủ, thông tin để mình chốt sale. Và cái điều quan trọng nhất là hàng hóa và thông tin kịp thời. Đây là cái điều quan trọng nhất ở công ty Kaigo chúng ta được hỗ trợ. Và điều gì anh Tính tâm đắc nhất về công ty? Tâm đắc nhất của Tiến về công ty thì được đội ngũ anh em dày dạn kinh nghiệm trong mảng nhà phố trung tâm, và có rất là nhiều kinh nghiệm hỗ trợ anh trong vấn đề đàm phán cũng như là coi những vấn đề pháp lý, kết in quy hoạch, tất cả mọi thứ vân vân rất là nhiều. Và anh em cũng được đồng kết là đoàn ngành trong công ty. Dạ rồi, em cảm ơn anh Tính nhiều. Cảm ơn.